Bạn đang tìm kiếm một cuốn sách giúp bạn vực dậy niềm tinh thần hay là những cái sự lạc quan của bạn đã đánh mất, thì đây chính là cuốn sách mà bạn nên đọc. Tin vào chính mình, sức mạnh của sự tự khẳng định, của tác giả Lewis Hay. Thì chào mừng các bạn đến với clip review sách nữa của mình. Thì đây là hôm nay mình sẽ nói về cuốn sách I Can Do It, một cuốn sách đạt giải New York Times Bestseller. Cái series tủ sách hạt giống tâm hồn này của First New Trí Việt ha. Đây các bạn thấy chữ Trí Việt. Thì cuốn sách này đặc trưng của nó, điểm ấn tượng đầu tiên của mình khi mình cầm lên tay đó là nó rất là mỏng, khoảng 160 trang, và giá bì nó cũng là khoảng 40 mấy ngàn, thì đang giờ bán trên Tiki chắc khoảng 3 mấy ngàn, rất là rẻ thôi. Cái bìa này thiết kế nó không có ấn tượng, không có thể nói là First New không có giỏi thiết kế trang bìa đẹp giống như Nhã Nam hay là mấy cái nhà xuất bản khác. Mình không đánh giá cao về cái bìa của First New họ làm, nhưng mà bán cuốn sách mà First New họ xuất bản thì các bạn biết là bên trong đây là cái phần giá trị nhất, và thấy giấy được thiết kế rất là nhiều trang, rất là đẹp, và nội dung rất là gọi là First New luôn luôn lựa chọn những cái nội dung rất là chỉnh chu, cũng rất là nhiều cái ghi rất là nhiều chữ, rất là kiểu rườm rà, nhưng bạn không cần quan tâm tới kỹ đâu. Mà quan tâm ở đây là nội dung bên trong cuốn sách này, nó sẽ cho các bạn biết về đề. Thì cuốn sách này là sách dạng song ngữ ha, bạn có bên đây là tiếng Anh và bên đây là tiếng Việt. Thì bạn thấy là bên đây là ghi rất là nhiều chương về những cái loại, những cái sự đương nhiên, sức khỏe, sự tha thứ và sự thịnh vượng, sự sáng tạo, các thứ, sức mạnh của cái những cái lời mà phủ định nó sẽ mang lại những cái tác động mà tiêu cực, ảnh hưởng xấu đối với cái cuộc sống của bạn, và thông qua những cái cách mà bạn chuyển biến những cái câu nói, những cái luồng suy nghĩ tiêu cực của bạn thành những cái điều tích cực, thì thông qua đó từ từ những cái điều mà khác, những tốt đẹp và may mắn hơn nó sẽ từ từ được hấp dẫn, nó sẽ đến với bạn, mà cái cuộc sống của bạn sẽ từ từ thay đổi dần dần thông qua việc mà bạn thay đổi dần những cái thói quen, bạn khẳng định những cái điều tích cực về cuộc sống của bạn. Tất cả những cái tư tưởng này chúng ta đều xoay quanh cái cuộc sống này, thì nó sẽ mang lại cho mình từng cái giá trị trong cái phạm vi cuộc sống, như là những cái mối quan hệ, những cái sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện hơn, người yêu cũ hay người yêu mới hay đồng nghiệp gì đó sẽ được cải thiện, những góc nhìn, những quan điểm đối với bạn, và cả như tiền bạc, tài chính và sự nghiệp của bạn cũng sẽ được thay đổi dần dần thông qua những cái suy nghĩ tích cực từ phía bạn, và dành những sự yêu thương dành cho những người xung quanh, các thứ. Cái sự sáng tạo đó, ngày xưa mình vốn dĩ mình nghĩ là cái công việc sáng tạo là công việc mà nó không có thể duy trì được lâu dài được. Cả một số người làm thì tầm khoảng đến cái tuổi nào đó thì bạn cũng sẽ không còn khả năng sáng tạo nữa, bởi vì sáng tạo nó không phải là cái gì mà giống như là bạn kỹ năng bạn rèn luyện nó sẽ có thể mỗi ngày được duy trì, và sáng tạo cũng không phải là ai cũng có một kỹ năng sáng tạo riêng. Tuy nhiên tác giả Lewis Hay cho mình biết được, và các bạn cũng sẽ biết được sức mạnh của sự sáng tạo của bạn nó vô biên đến chừng nào, và bạn có thể gọi là duy trì sự sáng tạo của bạn đến ở những cái tuổi giống như là của tác giả. Là bây giờ tác giả có chia sẻ là khoảng thời gian tác giả mới bắt đầu đi dạy là khoảng năm 40 tuổi, và sau đó bắt đầu những cái năm kế tiếp và đặt ra những cái mục tiêu mới và sáng tạo hơn những cái mục tiêu mới cho cuộc sống của bạn. Đến được khoảng năm 45 tuổi phải làm cái gì, 50 tuổi phải làm cái gì, và bà bắt đầu 60, 55, 65, 70 thì bà mới bắt đầu bà phát xuất bản sách, bà bắt đầu viết sách, bà làm vẽ tranh, bà chơi nhạc này nọ, các thứ bà khiêu vũ, thì tất cả những cái điều đó và bà làm cái công việc sáng tạo luôn nhé. Và bạn thấy không dừng là cái độ tuổi, người càng cao tuổi không có nghĩa là họ sao không thể làm được những cái chuyện mà người ta nghĩ vốn gì không làm được. Cái này nó khá là mỏng và cái nội dung nó được gọi là xúc tích, thì mỗi chương về mỗi cái sự việc xung quanh mình nó khoảng chừng 2-3 trang giấy thôi, chứ bạn đọc thì tổng quan của chúng nó, và sau mỗi chương sẽ có hai phần bao gồm những cái câu nói, những cái câu mà gọi là tâm đắc của tác giả ghi lại giúp cho bạn đọc ra mỗi ngày. Thì cái này mình nghĩ là bạn nên đọc lại thường xuyên vào mỗi ngày để giúp bạn cải thiện những cái vấn đề xung quanh bạn mà bạn cần mong muốn được cải thiện. Cái này rất hợp cho những ai rất là bận bịu với cuộc sống, hay là những bạn nào lâu ra đọc vào những cái thời gian mà gọi là thời gian chết của mình đó, bạn thể lâu ra đọc được nó khá là nhanh ở những nơi công cộng, những nơi bạn đang ngồi chờ xe buýt ví dụ vậy, hoặc bạn đi cà phê bạn đang chờ, bạn có thể lâu ra đọc rất là hiệu quả và rất là nhanh, nó không có mất nhiều thời gian của bạn và nó nội dung rất là dễ vô. Bên cạnh đó thì đây là cuốn dạng song ngữ của tiếng Anh, giúp cho bạn nào có mong muốn cải thiện được vốn tiếng Anh của mình thì cũng rất là tốt luôn. Thì cuốn sách này nó giống như một cuốn sách thu nhỏ phiên bản mini, phiên bản compact từ cái cuốn The Magic. Thì cuốn kia nó nói khá nhiều chi tiết, kể cả 28 ngày phương pháp vận dụng thay đổi cuộc sống bằng lòng biết ơn và tình yêu gì đó. Thì cuốn sách này thì nó mỏng hơn, nó tóm lược nhiều hơn, thì các bạn đọc cuốn này bạn có thể giống như là bạn begin, bắt đầu những cái việc, bắt đầu bạn thay đổi nhận thức của bạn cho nó
dễ hơn khi mà tiếp cận những cái cuốn mà trước kia. Thật sự thì mình không, mới đầu mình cầm lên cái cuốn sách mình không đánh giá cao cái cuốn sách này, bởi vì mình nghĩ là nội dung nó khá là ít và nó khá là thưa, nó sẽ không có nói được nhiều cái nội dung mà nó hay cần truyền cho chúng mình. Nhưng mà thật sự cuốn này 160 trang bao gồm tất cả những câu nói mà mình phải nói là tâm đắc nhất của cái cô Louise Hay này, thì Louise Hay bà này có một cái nhà xuất bản riêng của bà, thì bà là, và chắc là cô này tổng hợp rất nhiều của những cuốn sách khác nhau và những cái bà lựa chọn những cái phần bà tâm đắc nhất và cô đọng lại bà đem hết sức bản hành những sách riêng của bà. Thì đây là cuốn sách mà chứa đựng những cái mà điều mà người ta tích góp được. Bạn đọc cuốn sách này bạn giúp bạn tiến bộ rất là nhanh hơn so với việc bạn phải lang mang và đi chạy khắp nơi bạn tìm những sách mà bạn đang cần cho bạn. Đây cuốn sách mà giúp ích cho bạn rất là nhiều. Thì đây là suy nghĩ của mình khi mình đọc xong cuốn I Can Do It, tin vào chính mình, cuốn sách giúp cho bạn thay đổi những cái tư duy thành những cái tư duy tích cực và khẳng định, giúp cho bạn thay đổi cuộc sống của bạn xung quanh bạn tốt hơn. Nếu bạn nào hay thích cái video này cho mình xin một like, một share video và đừng quên thôi là mình biết cảm nghĩ của bạn hoặc là bạn có cùng quan điểm với mình hay không ở phần bên dưới bình luận nha. Và đừng quên bấm nút đăng ký và nút subscribe, chuông thông báo kế bên để có thể đón xem những video mới nhất, review sách của mình, những sách mà mình sẽ chia sẻ các bạn sắp tới thời gian.